Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về sự cố này trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị, nói về một khía cạnh khác thì để nói về vòng mở màn của V-League 2017, ngoài công tác trọng tài thì chúng ta không thể không nhắc tới sự tỏa sáng của những tài năng trẻ. Màn ra mắt thành công của huấn luyện viên ngoại số 1 tại V-League. Và để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn nhanh và toàn cảnh nhất về vòng đấu này, ngay sau đây sẽ là 5 điểm nhấn được chúng tôi đưa ra. Huấn luyện viên nổi tiếng nhất tại V-League, ông Petrovic đã ghi dấu ấn đậm nét về chiến thuật trong chiến thắng 2-0 của Thanh Hóa trong trận derby vùng Bắc Trung Bộ trước đối thủ Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu này, những thay đổi về nhân sự và cách chơi khôn ngoan của chiến lược gia người Serbia đã giúp Thanh Hóa làm chủ hoàn toàn thế trận. Và nếu các chân sút của Thanh Hóa hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm, tỷ số sẽ không dừng lại ở 2-0 cho Thanh Hóa. Với đội hình chất lượng cùng một huấn luyện viên đẳng cấp, Thanh Hóa chắc chắn sẽ là một ứng cử viên đăng ký cho ngôi vô địch mùa này. Tại trận cầu được xem là hấp dẫn nhất tại vòng 1 giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Than Quảng Ninh. Bên cạnh những điểm nhấn về chuyên môn, thì cách điều hành trận đấu của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ cũng tạo ra những dư luận phản ứng rất mạnh mẽ, nhất là từ huấn luyện viên đội khách ông Phan Thành Hùng. Trong đó đặc biệt là tình huống ông Nguyễn Đức Vũ thay đổi quy định, từ chối một quả 11m cho Than Quảng Ninh ở phút thứ 89 của trận đấu. Trong khi đó, Á quân V-League 2016 Hải Phòng đã phải những thất bại ngay trong ngày mở màn trên sân nhà Lạch Tray trước đối thủ Sài Gòn FC. Lối chơi bóng dài dựa vào sức cản lướt của hai chân sút ngoại trên hàng công là Steven và Fagan đã tỏ ra thiếu hiệu quả khi bị đối phương mất bài. Trong trận đấu này, số lượng cơ hội mà bộ đôi này tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi hàng phòng ngự của họ cũng không thể hiện sự chắc chắn khi thiếu trụ cột Nghĩa Lâm. Một đội bóng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ là Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thể hiện một lối chơi bế tắc và không có nhiều thay đổi so với chính họ ở hai mùa giải trước. Dù là đội bóng thi đấu mạch lạc hơn với thời gian kiểm soát bóng vượt trội, nhưng những pha tấn công của đội bóng phố núi luôn thiếu sự mạch lạc và hiệu quả trong những tình huống cuối cùng. Và điều này khiến họ phải trắng tay trong trận mở màn mùa giải. Bản thân tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, cũng đã có một ngày thi đấu rất mờ nhạt. Tân binh của V-League 2017 câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã có khởi đầu có thể xem là tạm hài lòng với trận hòa 1-1 với Quảng Nam. Trong trận đấu này, đội chủ sân Thống Nhất vẫn cho thấy những hạn chế về mặt chuyên môn của một tân binh. Tuy vậy, một điểm tối thiểu cũng có thể xem là thành công với ông Bầu Công Vinh cùng với các cầu thủ của đội bóng. Tại các trận đấu còn lại, số Kiến Thiết Cần Thơ để thua Long An trong trận derby miền Tây với tỷ số 1-2, BKM Bình Dương trắng tay trên sân nhà sau thất bại tối thiểu trước Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam.